đâu. Bạn Bo ơi, bạn Bo đang ở đâu ấy nhỉ? Ở đâu? Đang đi đâu hết rồi? Đang đi chơi hết rồi à? Ui. Chỗ đấy phải à? Bạn Bo ơi, bạn Bo, hôm nay bạn ăn những món gì đấy? Bạn ăn cái gì nhiều đấy? Ăn ông mặt trời. Ăn gì? Ông mặt trời, thịt cuốn lá. Nóng không? Cái gì nữa? Chả gì? Cá. Bạn Bo quay mặt đây nào. Bạn Bo chả biết đây là những món gì đâu nhỉ. Bạn Bo đang ở quán thịt nướng ở Sapa, Lào Cai các bạn ơi, rất là nhiều món ngon nha. Đây. Món thịt nướng này, thịt bò, thịt lợn, chân gà. Có cả xúc xích đấy, bạn Bo giới thiệu cho bạn.